Sốc phụ kiện 390 xin kính chào toàn thể anh em đam mê PCB trên bờ biển Trung Quốc. Hôm nay Sốc lên video giới thiệu anh em van cờ liên kết 1/2 dành riêng cho súng FX anh em nhé. Thì van cờ liên kết có anh em chơi condo ấy, thì sẽ có một loại đầy bản đầy đủ như thế này anh em nhé. Đấy, anh em chơi condo sẽ có một bản loại đầy đủ như này, có khoang và có khuyên để có tí xả để dùng cho condo. Thì giá cái van đầy đủ như này đấy, nó khoảng là 8-900 nghìn một cái anh em nhé, 8-900 nghìn một cái. Nhưng anh em chơi FX thì không nhất thiết là phải sử dụng cái khoang này, thì anh em mua một cái như này nó rất chi là phí anh em nhé, nó rất chi phí và tốn kém. Thì shop nhập về van 1/2 anh em nhé, shop nhập về van 1/2 dành riêng cho anh em chơi súng FX. Đấy, bộ van cờ liên kết hộp mở bản 2023 1/2 dành riêng cho súng FX anh em nhé. Vâng, thì đầu video shop công khai giá luôn anh em nhé, đầu video shop công khai giá luôn. Đấy, bản này bản 2023 anh em nhé, bản 2023 van 1/2 shop công khai giá chưa ở đâu rẻ bằng shop anh em nhé, mình khẳng định luôn. Đấy, chưa ở đâu rẻ bằng shop. Đấy, van 1/2 nó sẽ có như này anh em nhé. Đấy, van 1/2 sẽ có như này. Nó không có cái khoang, nó không có cái khoang xả của đô, nó không có xuyên xả của đô. Nó chỉ cần một bộ như này là lắp cho được súng FX anh em nhé. Giá một bộ đầy đủ như này giá là 650.000 đồng anh em nhé, anh em không nghe nhầm đâu, 650.000 đồng, hàng miễn phí ship và được kiểm tra anh em nhé. Đấy, một nửa van này. Đấy, cái trụ này thì chả cần dùng đâu. Đấy, để cho em ít thì cái trụ này không cần dùng nhé. Một túi phụ kiện đi kèm theo để sửa chữa sim này, để sửa chữa van này. Một lọ mỡ để em bảo dưỡng và bôi trơn cho van anh em nhé. Đấy, đầy đủ như này giá là 650.000 đồng em nhé, 650.000. Đấy, thì van 1/2 này. Đấy, anh em chơi quy ba lỗ nhé, anh em chơi quy ba lỗ này thì anh em lắp trực tiếp vào đây luôn. Đấy, anh em chơi quy ba lỗ lắp đi cùng xúc bữa x các thứ quy ba lỗ thì em lắp trực tiếp vào đây. Đấy, như này, và lắp bình hơi vào nữa và là xong em nhé. Đấy, giá một bộ van nó chỉ có 650.000 thôi. Đấy, rất chi là đơn giản. Còn anh em nào mà chơi quy hai lỗ, đấy, quy hai lỗ là cái quy sói à các em, hoặc quy K2 anh em nhé. Đấy, quy sói hoặc quy K2 thì anh em có thể mua thêm cái khớp Z 1.000 anh em nhé, anh em mua thêm một khớp Z 1.000. Đây, van đây anh em mua cái khớp Z 1.000 này, anh em lắp vào đây. Đấy, để anh em mua cái khớp Z 1.000 lắp vào đây. Đấy, khớp Z 1.000 lắp vào đây nó sẽ giống như cái buồng chứa hơi. Quy ba lỗ thì có sẵn buồng chứa hơi anh em nhé, còn quy sói, quy K2, quy hai lỗ thì nó không có buồng chứa hơi, thì anh em phải mua thêm một cái khớp Z 1.000 như này. Đấy, em mua thêm một cái khớp Z 1.000 như này. Đấy, và lắp cái van vào nữa anh em nhé. Nếu cái khớp Z 1.000 này bên shop đang bán là 550.000 anh em nhé. Van 650.000 khớp Z 1.000 là 550.000. Tổng cộng là 1.2 triệu anh em nhé. Nếu anh em mua bộ như này giá sẽ là 1.2 triệu anh em nhé. Mua một bộ van cờ liên kết 1/2 và cái khớp Z 1.000 như này. Đấy, giá sẽ là 1.500.000 anh em nhé. Anh em là mua combo này cho súng hai lỗ, shop sẽ test này, bao xì sọt anh em nhé, rồi đóng gói như này gửi đi cho anh em, bao xì sọt luôn anh em nhé. Đấy, đây là van cờ liên kết 1/2 anh em nhé. Giá đấy, van cờ liên kết hai giá shop đã báo là 650.000 anh em nhé. Bên ngoài cái pha bán 700-750.000, riêng shop lúc nào bán cũng là giá ưu đãi nhất cho anh em, không bao giờ để anh em phải thiệt anh em nhé. Lúc nào giá đẹp nhất cho anh em. Đấy, giá này 650.000 đồng,
hàng miễn phí ship và được kiểm tra anh em nhé. Bên shop bán đầy đủ tất cả các quy, quy ba lỗ, quy sói, giá rất là đẹp anh em nhé. Anh em mua cái gì bên shop bán anh em nhé. Vâng, thì những video của shop xin kết thúc tại đây. Shop xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé.